Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Cẩm Nang Số của chúng tôi ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin kiến thức bổ ích và thú vị. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Tử vi tuổi Đinh Mùi năm 2022, Nam Mạng sinh năm 1967, tuổi âm lịch 56 tuổi, sao Thổ Tú chiếu mệnh, Mạng Thủy gặp mệnh Kim là tương sinh, thiên can tuổi Đinh gặp Nam Nhâm là tương hợp tốt. Thông tin gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, Nam Mạng. Nam giới sinh năm 1967, Cẩm Tinh con dê, tuổi Đinh Mùi, có ngày sinh âm lịch tính từ ngày 9 tháng 2 năm 1967 đến ngày 28 tháng 1 năm 1968 âm lịch. Với thiên can Đinh, địa chi Mùi, mang ý nghĩa là thất quần chi dương, dê lạc đàn. Ngũ hành Thủy, thiên hà thủy có nghĩa là nước trên trời, tương sinh với kim, tương khắc với thổ, cung mệnh Nam Mạng là cung can. Quý ông tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 là người điềm đạm và nhân hậu, thích an phận, dễ nhạy cảm và không màng thị phi, đôi khi vì quá thận trọng và do dự nên bỏ lỡ nhiều cơ hội. Tính tình bản mệnh lương thiện, dễ thu phục nhân tâm. Trong xã hội, Nam Mạng Đinh Mùi thường là người cống hiến hết mình cho công chúng. Năm Nhâm Dần 2022, vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe của quý ông tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 sẽ ra sao? Mời quý bạn theo dõi bài viết sau đây. Xem tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022 tổng quan. Xét về tử vi tổng quan năm 2022 của Nam Mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, mọi lộ đoán đều dựa vào các yếu tố như ngũ hành bản mệnh, can, chi, hạt tuổi, vật niên, sao chiếu mệnh. Năm Nhâm Dần 2022 là năm con hổ, mạng kim. Bản mệnh của Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc thủy, gặp mệnh kim là tương sinh, tốt. Địa chi Mùi gặp Dần là bình hòa. Thiên can Đinh gặp Nhâm là tương hợp, rất tốt. Tử vi năm 2022 Nhâm Dần cho thấy, Nam Mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, tiến trình cuộc đời có phần khả quan. Đinh Mùi không gặp hạn thái tuế và các hung tinh quá xấu nên không bị hạn khắc. Tài vận và sự nghiệp đều phát triển ổn định. Tuy nhiên, cần lưu ý về sức khỏe và suất tiền bạc trong năm nay. Năm 2022, Nam Mạng Đinh Mùi sinh năm 1967 bị ảnh hưởng bởi sao Thổ Tú và hạt ngũ mộ, ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng không quá nặng, cần cẩn thận kẻ gian quấy phá. Luận giải tử vi năm 2022 tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trên các phương diện. 1. Công việc, sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp trong năm 2022 của bản mệnh tiến triển khá tốt đẹp và gặp nhiều điều may mắn. Với kinh nghiệm làm việc phong phú, giúp cho những người tuổi Đinh Mùi luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dễ thăng tiến. 2. Tài chính. Con đường tài lộc của Nam Mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 không mấy hạ quan trong năm nay, tài vận dễ hao tổn và mất tiền. Bản mệnh cần lưu tâm nhất là việc mua bán rõ ràng và cần giấy tờ pháp lý uy tín để tránh tiền mất tật mang. Tuy vậy, vận hạn tài chính không quá lớn nên chủ mệnh chỉ cần hạn chế hao tổn tài chính thì sẽ vượt qua. 3. Tình duyên gia đạo. Nam Mạng Đinh Mùi sinh năm 1967, đường tình duyên gia đạo trong năm 2022 khá tốt. Vì có tính tình dễ mến nên mọi mối quan hệ với bạn bè và bạn đời đều ổn định, hòa hợp. Quan hệ với con cái dù với bạn mệnh có khoảng cách thế hệ nhưng luôn hòa thuận, hạnh phúc. Gia đình lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. 4. Sức khỏe. Do ảnh hưởng một phần của sao Thổ Tú nên bản mệnh dễ gặp vấn đề sức khỏe nhưng không quá nặng. Cộng thêm độ tuổi trung niên đã có phần dễ mắc bệnh tuổi già. Chỉ cần chăm sóc kỹ lưỡng và luyện tập thể dục có thể tăng cường thể chất. Ngoài việc chăm sóc bản thân, đối với các yếu tố bên ngoài bản mệnh cũng nên cẩn trọng với những kẻ gian, không để ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Xem sao hạn của tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022. Mời quý bạn cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về vận hạn của Nam Mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong năm 2022. 1. Sao chiếu mạng. Sao chiếu mệnh Thổ Tú trong cửu diệu tinh tuy không phải là hung tinh nhưng cũng ảnh hưởng đến mệnh chủ của các vấn đề sức khỏe, dễ cảm vận,
ốm đau. Chuyện tình cảm có lúc trục trặc, sự nghiệp dễ bị kẻ gian cuối phá. Bạn mình chỉ cần không giữ muộn phiền trong lòng, điều chỉnh cảm xúc tích cực có thể giảm bớt vận hạn. 2. Hạn tuổi. Năm 2022, Nam Mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 gặp phải hạn ngũ mộ, nghĩa là dễ mất mát tiền của trong kinh doanh, mua sắm. Do vậy, bạn mệnh nên cẩn trọng trong việc nhờ người khác giữ hộ tiền hay cho vay mượn tránh tiền mất tật mang, nên kết giao cùng những người thiện lương, uy tín. 3. Tứ trụ, thiên hư địa lợi. Năm 2022 Nhâm Dần, tuy bạn mệnh có sự ổn định nhưng không vững. Việc làm ăn hay tài lộc đều do tự thân làm ra, ít nhiều vả được ai. Bạn mệnh cần chú ý chăm sóc sức khỏe, tinh thần vững vàng. 4. Vận niên, mã trung đao, ngựa chiến bị thương. Vận mệnh cho thấy mệnh chủ trong năm 2022 Nhâm Dần cần lưu ý kiềm chế cảm xúc, tốt nhất là mỗ nị che tay, không can thiệp, không màng thị phi. Phận việc mạnh ai nấy làm sẽ mọi bề yên ổn. Tử vi cho thấy năm nay bạn mệnh không nên xuất hành xa nhất là đường thủy, công việc kinh doanh nên ổn định, tránh quyết định mạo hiểm vì vận hạn sẽ mạnh nhất vào thời điểm cuối năm. 5. Màu hợp tuổi. Phong thủy ngũ hành năm 2022 Nam Mạng Giáp Thìn mệnh thủy hợp màu trắng, xám, ghi, màu tương hợp là đen, xanh biển, khắc với màu đỏ, hồng, tím, cam thuộc hành hỏa. 6. Hướng xuất hành. Nam Mạng tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 thuộc cung Càn, Tây tứ mệnh, hướng xuất hành nên chọn các hướng sau: Tây, sinh khí; Tây Nam, diên niên; Đông Bắc, thiên y; Tây Bắc, phục vị. 7. Hóa giải sao hạn. Sao thổ tú chiếu mệnh nên bạn mệnh cần lưu ý đến gia đình và tránh các mâu thuẫn hết sức có thể, tập trung ổn định kinh doanh, mọi sự muốn phát triển nên để qua năm sau. Hạn ngũ mộ mang ý khuyên nhủ bạn mệnh cần tỉnh táo trong việc giúp đỡ người khác để không gặp rắc rối trong tiền bạc. Lòng tốt của bạn mệnh nếu không đúng chỗ sẽ dễ bị lợi dụng. 8. Vận phẩm phong thủy. Để giảm trừ những vận xui rủi do sao hạn gây ra trong năm 2022, quý bạn có thể sử dụng vật phẩm phong thủy như vòng tay đá tự nhiên, đeo mặt Phật bản mệnh bên mình. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được Phật Như Lai đại nhật hộ mệnh. Nếu muốn cuộc sống bình an, gặp những điều tốt đẹp, gia đình hòa hợp, con cháu thành đạt, thì nên làm nhiều việc thiện nguyện. Đồng thời hãy đeo mặt Phật Như Lai đại nhật bên mình để được che chở, Đức Phật sẽ chứng giám lòng thành. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh thủy nên chọn mặt Phật làm từ đá núi lửa đen thuộc hành thủy là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra có thể chọn mặt Phật đá mã não trắng thuộc hành kim, bởi vì kim sinh thủy cũng rất tốt cho bản mệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Mong rằng những chia sẻ trên sẽ giúp ích được nhiều cho quý vị và các bạn. Quý vị đừng quên nhấn like video này, đăng ký và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị mới nhất đến từ chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.